Như vậy là mình đã cấu hình ở DNS server thành công. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành cấu hình DHCP server. Chào mừng người, ở video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt và cấu hình máy chủ DHCP và DNS trong mạng nội bộ. Vậy thì DHCP và DNS là gì? DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol. Đây cũng nghĩa là giao thức cấu hình máy chủ. Cái DHCP này sẽ giúp cho chúng ta có thể tự động cấu hình IP, Default Gateway và Subnet Mask cho các client thuộc cái máy chủ DHCP. Còn DNS là viết tắt của cụm từ Dynamic Name Server. Cái DNS server này sẽ giúp cho chúng ta phân giải tên miền. Bình thường thì các máy tính của chúng ta sẽ giao tiếp với nhau bằng IP. Khi có hệ thống DNS này thì chúng ta có thể sử dụng các tên miền để truy cập vào Internet mà không cần phải nhập các IP. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt và cấu hình máy chủ DHCP và DNS. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một máy Windows Server 2019 để làm máy chủ DHCP và DNS và chọn sử dụng một client để có thể truy cập vào DHCP server và DNS server. Hai máy này của mình đều thuộc giải mạng 172.16.1.0 chạy 24. Đầu tiên thì mình sẽ cài đặt DNS server. Để cài đặt DNS server thì đây. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn add row and filter. Chúng ta sẽ chọn next. Chọn next. Next tiếp. Ở đây thì mình sẽ tích vào DNS server. Nhưng DHCP server và DNS server thì mình đã cài đặt từ trước rồi, nên mình sẽ show cho mọi người xem ở trong báo cáo. Đây. Chọn next tiếp. Ở đây mình sẽ tích vào DNS server và chọn tiếp vào add filter. Sau đó chọn next. Chọn next tiếp và install để tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt thành công thì DNS server nó sẽ xuất hiện ở mục tool. Đây, DNS server, DNS của mình đã xuất hiện. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành tạo forward lookup zone và reverse lookup zone để có thể chuyển từ tên miền thành IP và chuyển ngược phân giải ngược lại thành từ IP về tên miền. Thì đầu tiên mình sẽ chọn forward lookup zone. Primary zone. Zone name của mình sẽ chọn là dns1.vn. Tiếp tục chọn next. Ở đây mình sẽ chọn allow. Đây. Đây là zone mình vừa tạo. Tiếp theo mình sẽ chọn là reverse lookup zone để phân giải ngược lại từ tên miền thành IP. Chọn primary zone. Chọn IPv4. Nếu ID thì mình sẽ chọn là 172.16.1.0.1 và để chống cái phần cuối để nó có thể tự động kết nối. Đây. Tự động đến kết nối đến IP của mình. Chọn next. Chọn là finish. Đầu tiên thì trước khi có thể cấu hình DHCP server và DNS server thành công thì mình phải tiến hành set IP tĩnh cho máy của mình. Máy chủ của mình phải để IP tĩnh. Ở đây mình sẽ set là có IP là 172.16.1.2 và subnet mask là 255.255.255.0. Default gateway là 172.16.1.1 và DNS server sẽ là IP của máy chủ của mình luôn. Sau khi xét, như vậy là mình đã tạo thành công hai zone. Đây.
Tiếp theo thì mình sẽ tạo các host. Ở đây sẽ là new host này sẽ là chúng ta sẽ phân giải tên miền anh IP từ IPv4 và v6 của mình. A là IPv4, còn A4A là IPv6. Tên miền của mình sẽ đặt là DNS1 và chuyển từ IP là 1.2.16.1.2 và tích vào cái ô Create Associated Point PTR Record để có thể tự động tạo một cái point PTR ở phần Reverse Lookup Zone để có thể phân giải ngược lại. Mình chọn OK. Đặt đây, như vậy là mình đã tạo thành công. Mình sẽ sang phần Reverse để xem. Mình sẽ chọn là Refresh để nó có thể tạo. Đây, đã tạo thành công. Tiếp theo thì mình cũng có thể sử dụng alias để có thể tạo một tên miền mới. Mình sẽ để tên miền đây là www, đây sẽ là tên miền mới của mình. Đây, ở phần domain name thì mình sẽ chọn cái host mình vừa tạo. OK. Như vậy là mình đã tạo thành công DHCP server. Và để kiểm tra thì mình sẽ tiến hành sử dụng lệnh NS lookup trong CMD. Đây, DHCP server của mình đã tạo thành công. Mình sẽ tiếp tục xem thử nó có chiều ngược lại có được không. Đây, và nó cũng đã xuất hiện. Như vậy là chiều ngược lại cũng đã cấu hình đúng. Tiếp theo thì mình sẽ xem thử tên miền mới, tên miền khác của mình. Đây, tên miền khác cũng đã truy cập được thành công. Như vậy là mình đã cấu hình ở DNS server thành công. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành cấu hình DHCP server. Các bước đầu tiên của DHCP server cũng giống DNS server. Mình sẽ chọn ADD role feature. Bấm next. Chọn next tiếp. Chọn next. Tiếp tục chọn ADD feature. Chọn next và install. Sau khi cài đặt thành công thì lần đầu tiên cài đặt DHCP server thì chúng ta sẽ chọn vào cái lá cờ có cảnh báo và chọn complete DHCP configuration để tiến hành cấu hình tiếp theo. Ở đây mình sẽ chọn là commit. Và đây là chúng ta đã cài đặt thành công DHCP server. Chọn close. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cấu hình các cái giải mạng được để DHCP server cấp phát tự động cho các client. Mình sẽ chọn là DHCP. Đây sẽ là DHCP của mình. Mình sẽ cấp phát tự động ở IPv4. Đây, mình sẽ chọn là New Scope. Chọn Next. Nên mình sẽ đặt là scope 1. Đây sẽ là giải mạng để DHCP cấp phát tự động giải IP. Mình sẽ để từ 172.16.1.10 đến 172.16.1.30. Độ dài sẽ là sẽ khai tư. Chọn Next. Đây sẽ là giải mạng được loại bỏ. DHCP server sẽ không cấp phát cái giải mạng này cho các client. Giải IP của mình sẽ bắt đầu từ 172.16.16. .16.1.20 đến 172.16.1.25. Chọn ADD và next. Ở đây, cái này sẽ là thời gian mà một client có thể sử dụng một cái IP trong scope sau sau
khoảng 8 ngày, ở đây là 8 ngày, thì DHCP Server sẽ cấp phát một IP mới cho IP cho client của mình. Mình chọn next, đây mình chọn yes. Đây sẽ là default gateway, mình sẽ nhập default gateway của giải mạng mình sử dụng 16.1.1. Chọn next. Đây sẽ là DNS server mình vừa tạo. Ở Win Server mọi người không có thì có thể bỏ qua. Mình sẽ chọn yes để kích hoạt scope và Phoenix. Như vậy là scope của mình đã được tạo thành công. Đây, giải mạng của DHCP server mình sử dụng ở đây sẽ là từ 172.16.1.10 đến 172.16.1.30, và bỏ các IP từ 172.16.1.20 đến 172.16.1.25. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành vào claim để xem DHCP server và DNS server có cấp phát thành công hay không. Đây mình sẽ xem từ trước. Mình sẽ truy cập lại. Đây. Để có thể để DHCP server và DNS server có thể cấp phát IP cũng như DNS cho client thì trước tiên chúng ta sẽ phải vào phần cài đặt IPv4. Ở IP address thì mình sẽ để auto. Còn ở DNS server thì mình sẽ nhập server của mình 172.16.1.2 và OK. Mình chọn OK. Nên mình sẽ xem detail ở đây. Đây sẽ là IP. Đây, IP đã được cấp phát tự động và DNS server của mình ở đây. Mình cũng có thể sử dụng các câu lệnh ở CMD để xem. Mình sẽ sử dụng câu lệnh IP config để xem DHCP server có cấp phát IP tự động cho máy của mình không. Đây, 216.1.10 và sử dụng NSWAP để xem DNS. Đây, DNS server đã client của mình đã có thể sử dụng. Mình sẽ nhập vào IP xem có phân giải ngược lại không. Đây. Tiếp theo là mình sẽ thử cái tên miền khác. Chấm Enter. Đây, sau khi đợi khoảng một khoảng thời gian thì nó cũng đã xuất hiện. Như vậy là mình đã tiến hành cấp phát địa chỉ DHCP và tự động và DNS cho cái client của mình. Video của mình kết thúc ở đây. Ở video này mình đã hướng dẫn mọi người cấu hình DHCP server và DNS server trong mạng nội bộ. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé.